bây giờ là hai đứa em ruột thịt tình thâm của nghệ sĩ Tuấn Sang. Hai đứa em đã từng hát chung rất nhiều vai diễn trên sân khấu cải lương tuồng cổ của đoàn ba nhà hát Tuấn Sang do nghệ sĩ Vũ Luân là người sáng lập và gây dựng cái đoàn hát này. Nghệ sĩ Bình Tích và Lê Thanh Thảo sẽ gửi đến chúng ta và hát cho Tuấn Sang nghe một lớp Trả Ngọc trong Lương Sơn Bá. Chúc anh đài. Con kính thưa tất cả các ông bà, các cô chú và các anh chị, hôm nay cũng là ngày cuối cùng của anh Sang, thì con cũng không muốn nói gì hơn. Con với bạn thì các bạn chỉ có hai đứa là em của anh Sang, và con muốn hôm nay là ngày cuối cùng thì tất cả chúng con các đứa em đều phải lỗi đứa hát thì chỉ một câu thôi cho anh Sang nghe một cái vở tuồng rất là quen thuộc. Cha Thảo với Tinh cũng xin trân trọng mời chị Tú Sương với chị Thanh Duy, hai chị hãy bước ra đây với Tinh với Thảo, và cả bốn chị em chúng ta sẽ cùng hát một cái trích đoạn rất là ý nghĩa mà ngày xưa thì anh Sang cũng đã từng hát chung với Tinh với Thảo rồi. Và bây giờ thì anh đi xa rồi, bây giờ mai mốt thì tao hát với mày nha. Một cái trích đoạn mà ông bà cô bác cùng thích được mang tên Lương Sơn Bá chúc anh đài. Dạ, xin mời cùng thưởng thức ạ. Chị Nguyên với lại chị Sơn cùng ra đây hát với tụi em luôn nha. Anh bắt đầu rồi, kêu thiên lý của Sơn với Nguyên. Đôi nước mình có nợ thì đi. Chị Mớm. Oh!
Oh,
sông hoàng.